Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 35, sự đồng quy của ba đường cao, ba đường trung trực trong một tam giác. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là hoàn chỉnh, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng mình học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 81 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài đầu tiên này. Bài 9.26. 9.26 này. Ta cho này, gọi H là trực tâm. Đấy, trực tâm, giao của ba đường cao đúng không nào? Của tam giác ABC không vuông. Tìm trực tâm của các tam giác HBC, HCA, HAB. Này, tức là chúng ta sẽ có một cái tam giác ABC như thế này. Các em nhớ là chúng ta kẻ bằng thước cho thẳng nhé. Bởi thầy làm cho chúng ta thì thầy kẻ bằng tay cho nó nhanh, tốn đỡ tốn thời gian. Đây, tam giác A này, B này, C này. Như vậy cái thằng H nó là trực tâm của cái tam giác này. Đấy, thì trực tâm nó phải là gì? Giao của ba đường cao. Đây, chỗ này sẽ vuông góc, đúng chưa? Rồi ở đây chúng ta cũng sẽ phải vuông góc này. Đấy, đây cũng vuông góc này. Và đây cũng sẽ phải gì? Vuông góc này. Các em nhớ nha. Nhớ là gì? Dùng thước kẻ cho nó thẳng. Bởi vì thầy làm này thì làm cho nó nhanh. Đấy. Như vậy đây cũng sẽ là gì? Vuông góc. Ok. Và cái điểm này này, người ta gọi đây là điểm gì? Điểm H. Được chưa? Giờ mình sẽ tìm trực tâm của tam giác HBC. H này, B này, C này, tức là tam giác này này các em. Tìm trực tâm của cái tam giác này này là 1 này. Được chưa? HCA, H này, CA này, tam giác này là 2 này. Đấy, cái tam giác này là tam giác thứ 2 này. Ta phải tìm trực tâm của nó này. Đó. Và tam giác là gì? HAB đây. Được chưa? Tam giác thứ 3. Hiểu chưa nào? Đó, tức là gì? H là trực tâm của cái tam giác to đây này. Bây giờ mình sẽ tìm trực tâm của ba cái tam giác nhỏ đây này. Vậy thì đây chúng ta gọi đây là M đi. Đây là N. Đây là P. Đấy, để mình tìm cho dễ nhé. Rồi, như vậy thì ở đây mình sẽ có cái gì đây? Mình sẽ có cái gì nhỉ? À, xét cái tam giác ABC. Đó, tam giác to đấy nhá. Có này. Có những cái gì nhỉ? Có H là trực tâm. H là trực tâm. Nên mình sẽ suy được ra những cái điều gì? À, nên mình sẽ suy được ra này, cái thằng AH đây này. H nó là trực tâm đúng không? AH nó sẽ vuông với BC tại cái điểm này này, gọi là điểm N. AH này sẽ vuông góc với cái thằng BC này tại N này. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì mình có lại có thằng BH này. BH này, nó cũng vuông góc với thằng nào? A, AC. Tại đâu? Tại điểm P này. Và thằng gì? CH này. CH này, vuông với AB này. Tại gì? Tại điểm E, M. Được chưa? Ba cái này được chưa nào? Công nhận rồi đúng không? Bởi vì sao? H nó là trực tâm. Đấy thì nó phải là gì? Giao của ba cái đường cao. Rồi, bây giờ mình mới tìm ở cái tam giác AHB, tức là HAB này, tam giác này này. Đó, giờ mình xét cái tam giác đó nhá. Rồi, bây giờ mình lại xét cái tam giác HAB. HAB. Đấy, chúng mình sẽ có cái gì? HM. HM này, nó lại vuông góc với thằng nào? A, AB. Đúng không? Đúng chưa nào? Rồi, BN. BN đây này. BN này thì nó lại vuông góc với thằng AH, đúng không? Đúng không? BN này vuông với AH, điều ở trên này. Đó, BN lại vuông góc với thằng A, AH. Mà gì? Mà cái thằng gì? MH. Nó lại cắt thằng nào? Cắt cái thằng BN.
Đấy, MH nó lại cắt cái thằng BN tại điểm nào? Tại nào nhỉ? À, MH này các em. MH này nó cắt cái thằng gì? Thằng gì? B, BN này, nên nối dài ra tại điểm gì đây? Tại điểm C này. Đó. Được chưa? Nên là mình suy được ra cái gì? À, nên là cái điểm C á sẽ là trực tâm của cái tam giác này nhá. Đấy. Như vậy thì trực tâm của tam giác này nó lại nằm đâu? Nằm ngoài. Trực tâm của cái tam giác HAM, HAB. Ok chưa? Đấy, mình tìm được một trực tâm nhá. Đây này, các cái trường hợp đây này các em phải nắm được đây này. Khi nó là nhọn thì H nó sẽ nằm bên trong. Và nó là vuông thì nó sẽ trùng với điểm gì? Điểm A. Và nó là tam giác tù thì H nó sẽ nằm bên ngoài. Đấy, được chưa? Đấy, vậy thì cái tam giác này có phải nó là tam giác tù không? Tam giác tù này, góc H này góc lớn hơn 90 độ. Đấy, nên buộc nó phải nằm ở đâu? Nằm ngoài này. Đấy, nó rơi vào cái trường hợp giống như này kìa. Tam giác tù này. Đấy, làm ở đâu thì chúng ta phải suy nghĩ và biết ở đó nhá. Được chưa? Đấy, chứ không lại bảo là thầy dạy em không hiểu, thầy ơi là chết toi tôi. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì mình cũng lại, đây cái cho một dấu đi. Được chưa? Mình cũng lại bắt đầu mình xét. Các em tự nhìn hình nha, bởi vì ở đây thì thầy chỉ quay được cái phần chữ thôi. Mình lại tiếp tục xét tam giác. Tam giác gì? H A C. Đó, chúng ta cũng sẽ có này. Có cái gì đây? Cũng giống như ở bên kia thôi, mình sẽ có là thằng HP vuông góc với thằng nào? Thằng AC. Được chưa? Thằng CN này lại vuông góc với thằng A, AH. Mà gì? Thằng HP này nó lại cắt thằng C, CN. Tại đâu? Tại điểm B. Đó, nên mình suy ra B sẽ là trực tâm. Ok nhá. B sẽ là trực tâm của cái tam giác gì? HAC. Rồi, tương tự như vậy thì đối với tam giác tiếp theo mình cũng lại xét tam giác HBC. Đấy, ta cũng sẽ có. Mình cũng có thằng gì? HN vuông góc với BC và BM cũng lại vuông góc với HC. Đó, mà gì? Mà thằng HN này nó lại cắt thằng BM tại đâu? Tại điểm A. Nên suy ra A cũng sẽ là trực tâm của tam giác HBC. Ok. Đấy, như vậy cái bài này chúng ta sẽ phải chứng minh hơi dài dòng một tí như vậy. Nhưng mà đây là gì? Cách chứng minh mà gọn nhất, dễ hiểu nhất. Được chưa? Dựa vào lý thuyết chúng ta chứng minh được nó đấy. Ổn chưa? Rồi, sang bài tiếp theo 9.27. Cho cái tam giác ABC có góc A là bằng 100 độ. À, góc A này. Và trực tâm H A bằng 100 độ. Và trực tâm H tính cái góc BHC. À, cái bài này thì chúng ta lưu ý này. Góc A nó bằng 100 độ. Tức là tam giác này lại thuộc là dạng tam giác gì? Tam giác tù nha các em. Đấy, tam giác tù nha. Thì cái góc A này nó bằng 100, tức là gì? Nó phải lớn hơn 90 độ. Đấy, thì các em kẻ ra như thế này cho thầy. Đây góc A này, đây B này, C này. Và ta cho cái góc này này. Góc A đây là 100 độ này. Tức là góc này là góc gì? Góc tù. Và trực tâm H như vậy, góc tù thì tam giác tù. Tam giác tù á, thì trực tâm nó nằm ở đâu? Nằm ngoài tam giác, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta phải kẻ ở đây. Trực tâm của nó phải là cái điểm mà cắt thằng này với thằng này này. Đấy, thầy thử đánh dấu đây có vừa giấy không nhá.
À, như vậy vừa đủ giấy này. Đấy. Như vậy đây chính là gì? Cái trực tâm này các em. Đấy, đây chính là trực tâm của cái tam giác này này. ABC này, nó phải nằm ngoài đấy. Được chưa? Đây, vậy thì đây chính là trực tâm H này. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, và thì yêu cầu mình tính góc BHC. BHC, tức là yêu cầu mình tính cái góc này này là bao nhiêu độ. Được không? Đấy. Như vậy thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Trực tâm. Vậy thì đây mình sẽ nối đây. Nối thằng C đến đến cái gì? Đến cái cạnh BH này đi. Đây, nối C thì nối tay luôn nhé. Tại vì nó theo. Thì rõ ràng thằng này phải vuông góc này. Nó trực tâm mà. Đúng không? Rồi, thằng này cũng sẽ làm sao? Vuông góc này. Đây, nối đây vuông góc nhá. Các em nhớ chúng ta dùng thước ta kẻ cho nó. Nhìn trông cho nó bắt mắt. Đây điểm D đi, đây điểm gì? Điểm E đi. Đấy, ok chưa? Rồi, nối luôn cái thằng này xuống đây. Tí mình khỏi cần phải gì? Kẻ nữa. Như vậy chúng ta sẽ gọi này. Gọi E là chân đường cao. E nó là chân đường cao. Đường cao nào? Từ đâu? Chân đường cao từ C. C này. Xuống đâu? Xuống A. AB. Được chưa? E đây này. Chân đường cao từ từ B chứ. Chân đường cao này, E đây này. Chân đường cao từ B. B nó xuống A, AC. Đúng nào. Đấy, chân đường cao từ B này xuống AC. Đó, và tương tự như vậy thì mình cũng lại gọi cái thằng D đây này. Nó là chân đường cao từ C xuống đâu? Xuống AB. Được chưa? Xuống A, AB. Ok chưa nào? Chỗ này được chưa? Được chưa? Đấy, tức là mình nối dài ra đấy. Ok. Được chưa? Vậy thì từ đó mình sẽ suy được ra này. Suy được ra là cái thằng HC này nó sẽ phải vuông góc với thằng nào? Với thằng BE. Đúng không? Đó. HC này phải vuông góc với BE này. Và cái thằng H gì? HB này. Nó cũng sẽ vuông góc với thằng nào? C, CD. Đúng chưa? Rồi. Vậy thì có hai cái này rồi thì mình sẽ có gì đây? Ta có. Xét cái tam giác này. Thì cái tam giác này này. Chúng ta sẽ có là cái góc này này. Góc BAC. BAC. Cộng với góc BAD. Đó, hai cái góc này nó sẽ phải bằng bao nhiêu? 180 độ. Nó phải là tạo thành một góc bẹt, đúng không? BAC cộng BAD này, tức là cái đây nó phải là một góc bẹt, đúng nào? Áp dụng ở lớp 7 kỳ 1 đó. Đấy, chúng ta đây là hai góc gì? Hai góc kẻ bù, đúng không? Đấy, thì nó sẽ bằng 180 độ. Suy ra này. Mà cái góc này chúng ta có bao nhiêu rồi? 100 độ này. BAC là 100 độ cộng với thằng BAD bằng 180 độ. Đúng chưa nào? Vậy thì từ đây các em sẽ suy được ra góc BAD sẽ bằng 180 độ trừ đi 100 độ. Vậy thì suy ra là BAD nó sẽ bằng bao nhiêu? 80 độ. Được chưa? Như vậy góc này mình tính được nó là 80 độ này. Được rồi nhá. Rồi. Tương tự như vậy thì mình lại có gì? Tam giác ADB là tam giác gì? Là cái tam giác vuông tại đâu? Tại D. Đúng nào? Tam giác vuông tại D. À, tam giác ABD này, ADB này, A này, DB này, nó vuông tại đây đúng không nào? Đấy, bởi vì cái thằng này nó vuông mà.
Được chưa? Nên là mình sẽ có cái góc B, A, D cộng với góc A, D, B. Hai góc này phải bằng bao nhiêu? 90 độ. Được chưa? B, A, D cộng với gì? A, B, D. Đúng không? Đúng không? Đấy. Như vậy tam giác nó vuông tại đây thì hai cái góc mình phải cộng, hai góc còn lại đó kem cộng thì nó phải bằng bao nhiêu? 90 độ. Mà cái góc này này là bao nhiêu đây? 80 độ rồi. Đấy. Được chưa? 80 độ rồi, cộng với thằng ADB bằng 90 độ. Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được góc ADB sẽ bằng 90 độ trừ đi 80 độ. Đó, vậy thì suy ra được thằng góc ADB đây này, nó sẽ bằng mấy? 10 độ thôi. Đấy. Góc này chỉ mấy? 10 độ thôi này kìa. 10 độ nhá. Được không? Đấy, tương tự như vậy thì mình cũng có này, mình ghi chữ set đi cho nó hoành tráng, đúng là set cái tam giác. Tiếp theo đó là tam giác BEH cũng là tam giác vuông tại đâu? Các em cũng lập luận như kia, cũng là tam giác vuông tại tại E, đúng là nên là mình sẽ có gì? Đây có chữ nên đi cho nó hoành tráng, đúng là lại không mất bao nhiêu thời gian hết. Nên là góc EBH cộng với BHE, hai ông này cũng sẽ phải bằng 90 độ. Mà gì? EBH nè, E nè, B nè, H nè. Có phải EBH đấy chính là góc ABD không? EBH này chính là cái góc DB. Đây này, chính là góc này đúng không? Đúng không? Đấy. Như vậy ông này bằng mấy? 10 độ cộng với BHE bằng 90 độ. Nên từ đây mình sẽ suy ra được ông BHE sẽ bằng 90 độ trừ đi 10 độ. Vậy thì suy ra được góc BHE bằng bao nhiêu? 80 độ. Được chưa? Đấy. Như vậy thì đây có phải là điều chúng ta phải đi tìm chưa? Tính góc BHC. Đó. Vậy thì thằng này BHE mà bằng này thì hay là gì? Hay là BHC này bằng 80 độ, đạp phải con mèo. Đấy. Được chưa? Được chưa nào? Đó. BHE này chính là gì? BHC này, kéo dài nhé. Hiểu không? Không có nhiều đứa này bảo ủa sao đây là BHE, đây này thành là BHC rồi thầy. Chết nha. Ok. Rồi. Đấy, dạy là rất là chi tiết tỉ mỉ cho các bạn. Mong các bạn một điều là gì? Giới thiệu kênh nhiều cho mấy đứa học chung lớp, chung trường với mình biết tới 2K Vlog là gì và biết tới toán lớp 7 của chúng ta. Ok. Bài tiếp theo 9.28. Gì đây? Xét điểm O cách đều ba đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu O nằm trên một cạnh của tam giác ABC thì ABC là một tam giác vuông. Wow, này vận dụng này. Giống toán lớp 9 này này. Có nhiều anh chị ở lớp 9 đưa cho bài này giải, chưa chắc đã biết đường mà giải đấy. O cách đều ba đỉnh của tam giác ABC. Đó. Thì bây giờ mình cứ kẻ một cái tam giác ABC. Nếu O nằm trên một cạnh thì A là một tam giác vuông. Tức là giờ chúng ta phải kẻ cái tam giác ABC này là một tam giác vuông này. Đấy. Nha. Mình phải kẻ cái ông tam giác ABC đấy đó. Ông này phải là một tam giác vuông.
Đây, tam giác vuông trước. Thầy kẻ bằng tay nhé, các em nhớ chúng ta dùng thước ta kẻ cho nó đẹp, cho đúng A này, B, C. Được chưa? Đây là tam giác gì? Tam giác vuông. Tam giác vuông thì trực tâm của nó trùng với gì? Trùng với góc vuông. Đấy, này tam giác vuông này. Mấy cái này đừng quên nhá. Đừng bao giờ quên, học xong đừng quên. Quên là chết đấy. Rồi. Như vậy ở đây tôi yêu cầu cái gì? Xét điểm O cách đều ba đỉnh. Vậy thì điểm O ở đây chính là gì? Chính là một cái điểm mà nằm trên trung điểm của đoạn BC. Đúng không? Đây nè. Đây. Đấy, điểm Y đấy. Thì chúng ta cũng kẻ như vậy đi. Đây, như vậy thì đây chính là gì? Điểm O. Đây, từ đây sang đây. Trung điểm. Đây là gì? Trung điểm, đúng không? Đấy. O văn kê chưa? Đây là điểm E đi. Đây là điểm gì? D đi. Và đây là gì? Điểm O đi. Ok. Đấy, vậy thì đây sẽ là gì? Vuông. Vuông nữa đi. Đấy. Cái hình cơ bản đã này, xem là cái gì đã này. Chứng minh rằng nếu O nằm trên một cạnh của tam giác ABC, giờ mình O cứ nằm cho cạnh BC đi, thì đây là một tam giác vuông. Tức là mình phải kẻ nó là tam giác vuông trước, đúng không nào? Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải chứng minh này. Theo bài ra. Đấy, theo bài ra đúng không? Thì ta có này. O cách đều. O cách đều ba gì? Ba đỉnh của cái tam giác A B C. Nên cách đều ba đỉnh thì từ O đây này nó sẽ bằng OB bằng OC bằng O gì? Bằng OA. Đây bằng cái này nữa này. Đó, cái đoạn này cũng phải bằng nữa này. Được chưa? Nên là OB bằng OC bằng với OA. Hãy đừng đứa nào hỏi tại sao đấy nhá. Rồi, do vậy thì ba cái đó bằng nhau thì mình sẽ suy ra được tam giác nào? Suy ra cái tam giác OAB. Đó, hai thằng này bằng nhau đúng không? Nên tam giác OAB này là gì? Là cân. Đúng không? Không cãi, đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ tôi hỏi gì? O nằm trên một cạnh. Bây giờ mình giả sử O này. Giả sử O nằm trên cạnh nào? Cạnh BC. Đó, thì mình sẽ suy được ra cái điều gì? À, suy được ra OAB, góc OAB bằng góc OBA. Đúng không? Đúng không? OAB. O này. O này. A này. B này. Đó, nó sẽ bằng này. OBA. Tức là góc này sẽ bằng góc này. Thì tam giác này là tam giác cân tại gì? Tại O này. Tam giác cân thì sẽ có hai góc bằng nhau. Đấy, hai cạnh bằng nhau. Đúng chưa? Hãy đừng đứa nào hỏi ở đâu ra nữa nhé. Rồi. Tương tự như vậy thì mình lại xét đến cái tam giác O A C. Đó. Thì mình cũng lại thấy thằng gì? O C bằng O A. Đấy. Thì cái tam giác này cũng là tam giác cân. Đúng không? Là tam giác cân. Tại đâu nhỉ? Cũng cân tại O. Đúng không? Đấy. Nên mình cũng lại suy được ra hai cái góc đó là gì? O A C bằng, tức là góc này bằng góc này đúng không? Bằng góc gì? OCA. Được chưa? Được không? Ngon nhá. Tương tự như vậy mình lại xét tam giác lớn đó là tam giác ABC. Mình sẽ có này.
Bây giờ mình chứng minh cho nó là gì, là cái tam giác vuông á, mình sẽ có là gì, góc A cộng với góc B cộng với góc C phải bằng bao nhiêu? 180 độ. Tổng ba góc trong một tam giác phải bằng 180 độ. Rồi, đúng không nào? Vậy thì đây có góc A cộng này, cộng với, ở đây chúng ta sẽ có này, OAB, góc OAB cộng với góc OAC, đúng không? Bằng bao nhiêu? 180 độ. Quý hiểu chỗ này không? O này, AB này, tức là gì? OAB cộng với gì? OAC. O này, A này, C này, đó, thì nó phải bằng bao nhiêu? 180 độ. Được không? Chỗ này được chưa? Được chưa nào? Rồi, vậy thì suy ra cái góc A này này, nó cộng hai cái thằng này chính là gì? Chính là góc A này. Đấy, chính là góc A này. Thì bằng bao nhiêu? 180 độ. Vậy thì ở đây là gì? Hai góc A bằng 180 độ. Thì chúng ta sẽ suy được ra một góc A này sẽ bằng gì? 180 chia 2 nó sẽ là 90 độ. Tức là gì? Góc A này là góc gì? Góc vuông. Đấy, được chưa? Góc A này là góc vuông. Vậy thì A vuông thì cái tam giác này có phải nó là tam giác vuông không? Đó, chỗ đó là cái chỗ ăn tiền đấy, đúng không nào? Chỗ ăn điểm đấy. Vậy thì nếu, vừa nãy mình giả sử rồi đúng không? Nếu O nằm trên một cạnh của ai? Của cái tam giác ABC, thì tam giác ABC sẽ là một tam giác, sẽ là tam giác vuông. Đấy, em ghi đầy đủ chữ nhé. Vậy thầy viết và chứng minh để chúng ta hiểu, thì thầy viết nhiều khi nó hơi ảo tả tí nha. Ok, được chưa? Chỗ này được chưa nào? Ngon lành nha. Rồi, xong bài 9.29. Mình cứ từ từ chậm rãi các em ạ. Không thể vội vàng được, đúng không nào? Giống như Hà Nội là không vội được đâu. Đấy. Rồi, 9.29, càng vội càng chết. Ta cho cái gì đây? Mệt phết đấy, nhưng mà đơn giản đâu. Có một chi tiết máy. Đây, câu A trước nữa đi. Chi tiết máy đường viền ngoài là đường tròn. Hình đây, hình này đúng không? 946. Nó bị gãy đi. Cái đường viền ngoài này gãy đi. Làm thế nào để xác định được bán kính của cái đường viền này? À, hay ho đấy, đúng không nào? Như vậy thì để mà xác định được bán kính của cái đường viền này này, thì chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Muốn xác định được bán kính thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì đây nhỉ? Phải xác định được giao của ba đường gì? Ba đường trung trực của một cái tam giác ở đây, đúng không? Tức là mình phải kẻ được ra một cái tam giác cho cái ông này này. Đây, thầy có thể vẽ tay cho nó nhanh nhá. Bởi sao cái hình này thì nó... Đấy, thầy sẽ vẽ bằng tay nha các em. Vẽ bằng tay đấy. Vẽ nhanh thôi để cho bạn hiểu thôi. Đấy, đại khái là như vậy. Được chưa? Rồi, như vậy thì đây mình sẽ lấy ba cái điểm bất kỳ A, B, C ở trên cái đường viền đây này. Đây, giả sử đây lấy điểm A. Được chưa? Đây lấy là đây lên điểm B đi. Và đây điểm C đi. Được chưa? Đây điểm A này, đây điểm B này. Và đây điểm C này. Được không nào? Được không? Đó. Trên cái đường viền. Rồi. Và chúng ta sẽ vẽ cái trung trực cạnh AB. Đây, tức là đây. Vẽ đường trung trực của cái cạnh AB. Trung trực này là đi qua trung gì? Trung điểm. Đúng không? Đây. Đấy, chúng ta sẽ vẽ cái đường trung trực của cái cạnh AB này. Được chưa? Và chúng ta cũng lại vẽ đường trung trực của cái cạnh BC này.
BC này. Đấy, chúng ta cũng sẽ vẽ một cái đường trung trực của cái cạnh BC này. Đó, 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 hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi, vậy thì hai cái đường trung trực này, nó cắt nhau tại cái điểm nào? Thì đó chính là gì? Tâm. Hiểu không, hiểu không, hiểu không? Đấy, như vậy cái tâm chúng ta cần tìm ở chỗ này nè. Đấy, chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ cần tìm đây. Đây chính là tâm, này, gọi là ô đi. Đấy, bài toán thực tế khá là hay ho đấy. Đúng không? Nhớ bác thợ, thợ rèn em. Ô, cái thằng này nghe nói mày học sinh giỏi toán đúng không? Bây giờ bác có cái chi tiết máy này, giờ mình xác định cho bác. Đấy, chơi ngay đúng không? Ngon không, ngon không? Ngon không? Đấy, như vậy thì trên cái hình như thế này thì chúng ta sẽ phang nhá. Rồi, mình sẽ là gì? Lấy, lập luận nha. Lấy 3 điểm A, B, C trên gì? Trên cái đường viền nhá, đường này gọi đường viền này. Trên đường viền của cái chi tiết máy. Đấy, trên đường viền của chi tiết máy. Ok. Rồi. Vậy thì tiếp theo mình sẽ là gì? Vẽ đường trung trực. Vẽ cái đường trung trực của cạnh gì? Của cạnh AB. Và cũng tương tự như vậy, vẽ đường trung trực của cạnh BC. Ok. Được chưa nào? Khi đó thì ta sẽ thấy hai cái đường trung trực này, đúng không? Hai đường trung trực sẽ cắt nhau tại đâu? Tại điểm O. À, như vậy thì đây gì? Điểm O, vậy thì mình sẽ khẳng định vậy thì O chính là gì đây? Chính là tâm. Tâm cần xác gì? Cần O chính là tâm này. Cần xác định. Được chưa? Hay là gì chúng ta sẽ cần phải tìm. Đó. Được chưa các em? Ok chưa? Được chưa nào? Đấy thì từ O này chúng ta sẽ kẻ được ra gì? Các bán kính thôi. Đấy, bán kính OA, OB, OC. Trực tâm. Cứ tìm làm sao là trực tâm. Bài đó vậy thôi. Câu B. Trên bản đồ 3 khu dân cư. Đấy, giờ lại làm bài toán thực tế tiếp này. Bản đồ 3 khu dân cư. Nhưng mà ô thằng này giỏi toán phải không? Bây giờ là có một cái miếng đất như thế này đây. Bác trưởng thôn nói giờ 3 khu dân cư thì bác muốn làm gì? Quy hoạch một trường học. À rồi rồi, đọc đây đã. 3 khu dân cư được quy hoạch tại 3 điểm ABC mà nó không thẳng hàng. Ok, không thẳng hàng thì dễ rồi. À không, nếu mà nó thẳng hàng thì dễ rồi đúng không? Hãy tìm trên bản đồ đó một cái điểm M cách đều ABC để quy hoạch trường học. Vậy thì chứng tỏ là gì? Cái thằng M này cũng là gì? Cũng là gì? Cũng là trực tâm của 3 cái điểm ABC thôi. Đúng không? Chả có gì cả. Được chưa? Đây, chẳng hạn 3 cái điểm đây nhá. 3 khu. Khu này khu A. Đây là gì? Khu B. Và đây là khu gì? Khu C. Đấy. Được chưa? Vậy thì đầu tiên mình sẽ là gì? Cũng giống như bên kia thôi. Vẽ cái đường trung trực. Đây, 3 cái khu này sẽ tạo thành một tam giác này. Đó, 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 đó. Ý tứ là chúng ta phải hiểu. Các em nhớ dùng thước kẻ nha. Vậy thì chúng ta cũng sẽ vẽ các cái đường trung trực này này. Đấy, của những cái ông này này. Đấy, vẽ cái đường trung trực. Rồi, chúng ta sẽ vẽ đường trung trực của 3 cái đoạn này này. AB này, AC này và BC này. Đấy, cứ 3 cái đoạn này nó cắt nhau ở đâu thì đó chính là gì? Cái điểm mà chúng mình xây trường học. Đây, đường trung trực của cái ông này đây. Đường trung trực của ông này nhá.
lấy cây bút đỏ đi, vẽ ra cho nó hoành tráng đúng không? Chúng ta nhìn cho nó thấy rõ. Đường trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với gì? Với cái cạnh. Đấy, đây. Trung trực đây. Được chưa? Rồi. Kéo dài ra nhìn cho nó dễ. Rồi, đường trung trực của ông này đây. Được chưa? Ông này đường trung trực đây. Đấy. Được chưa? Vuông góc. Rồi, còn cái ông này thì ông sẽ là đường trung trực đây, vuông góc. Đấy, vuông góc. Như vậy thì rõ ràng mình sẽ thấy ba cái ông này này. Ông nằm đây này. Đấy, cái điểm này này. Điểm này gọi điểm M đây này. Đấy, đây chính là cái điểm mà chúng ta quy hoạch trường học tại đây để cách đều này. Được không? Được không? Được không? Được không nào? Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Ở đây thì chỉ có thể hiện ra từng cái bước thôi đúng không? Chứ đâu có gì nữa đâu nhỉ? Chứ đâu có giải riết gì nữa đâu. Đâu có hướng dẫn hay là giải gì được. Đúng không? Đấy, em cứ vẽ ra giống như thế này thôi là xong. Phải không nhỉ? Hay chúng ta lập luận thế nào nhỉ? Nói thầy cũng chưa biết lập luận thế nào đây. Thôi chúng ta chỉ lập luận bằng cách từng cái bước chúng ta vẽ thôi nhé. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đầu tiên này, vẽ. Vẽ đường trung trực. Vẽ đường trung trực của cái đoạn thẳng AB. Rồi, AB này AC. AC cũng được, không sao hết. Rồi, tương tự như vậy, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng BC. Rồi, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AC. Đấy, được chưa? Rồi, vậy thì sau khi vẽ như thế này thì ta thấy ba cái đường trung trực. Ba đường trung trực cắt nhau tại đâu? Cắt nhau tại cái điểm gọi là điểm M. Ai điểm M? Được chưa? Nên mình sẽ có điều gì? À, nên mình sẽ suy ra được là MA bằng MB và bằng với MC. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Điều phải chứng minh đạp phải con mèo ô văn kê. Vậy thôi. Hay nói cái khác là gì? M là điểm để gì? Quy hoạch trường học. Đấy. Điểm để quy hoạch trường học nhé. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Rồi, và đưa cái điều phải chứng minh xuống đây. Được chưa nào? Đấy, học theo cái anh gì chúng anh siêu nhân, nó thấy mấy anh chị lớp 9 này với một số em là đang xem thấy rất là hứng khởi đúng không nào? Đó, anh đó mặc dù không phải là giáo viên giống như thầy nhưng mà anh rất đẹp trai và có khiếu, đúng không? Giảng dạy em nào cũng thích. Từ từ, chậm rãi, đúng không? Anh là sinh viên một cái trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thôi bây giờ không phải đi giới thiệu kênh của ai nhá. Tức là thầy cũng được nghe các anh chị khi thầy dạy lớp 9 thì các anh chị cũng nói. Ok. 930. Cho hai đường thẳng không vuông góc BC cắt nhau tại điểm A và cho điểm H không thuộc B và C. Hình 947. Tức là hình này à? Rồi. Hình này đây. Hai đường thẳng không vuông góc là B và C. Đây đường B và đường C cắt nhau tại một cái điểm là điểm A. H nằm ngoài. Ok. Hãy tìm điểm B. B lớn này thuộc B và điểm C thuộc C, sao cho tam giác nhận H làm trực tâm. Wow. Toàn những bài toán là cũng kinh kinh đấy nhỉ.
sao cho cái thằng H này này nó là trực tâm của cái tam giác ABC, phải không? Đó. Như vậy thì đối với cái thằng này, đây thầy cứ kẻ cái hình ra đây lại nhá, các em kẻ cái hình nó vào trong sách hay tập của mình đi. Đây cái hình của chúng ta đây. Thầy thì cứ kẻ bằng tay cho nó nhanh thôi. Đấy, còn các em nhớ là người ta trình bày là phải cho nó đẹp để giáo viên ta chấm, giống như thầy chấm á, đứa nào mà kẻ tay ẩu tả là vẫn trừ điểm đấy. Hay điểm H đây đúng không? Đấy, ta lấy điểm này gọi điểm H đây. Đây, chấm bằng màu đỏ đây. Nhớ chúng ta kẻ hình là nên dùng bằng bút chì nha. Bút chì á, hay miền Nam các em gọi viết chì đấy. Để làm gì? Khi sai chúng ta có thể tẩy xóa được. Và khi mà thi thì chúng ta cũng nên kẻ bằng viết chì cũng được, thầy cô ta không trừ điểm đâu. Nhưng mà tuyệt đối là không dùng hai màu mực để kẻ. Đấy, cái đó là cái điều kiêng kỵ nhá. Rồi. Như vậy thì ở đây mình sẽ thực hiện từng bước này. Rồi, điểm H này chúng ta cứ nối thẳng ra đây đi. Cho đi H đi qua H. Đấy. Cứ nối vậy đi. Rồi. Từ A kẻ một cái đường thẳng đi qua H. Đây gọi đường thẳng D cũng được gì? Mất gì đâu, đúng không nào? Rồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ làm sao? Kẻ một cái thằng vuông góc này, HD đi. HD nó vuông góc với A. AD. Được không? À, vuông góc với đường thẳng C chứ. Đâu đã có là D đâu. Đây. HD này. Đấy, đây là vuông góc với đường thẳng C, đây là tại điểm D. Được chưa? Tương tự như vậy mình cũng lại kẻ một cái thằng đây, từ H này cũng kẻ một cái đường thẳng vuông góc. Vuông góc với đường thẳng B. Tại cái điểm này gọi điểm E. Đấy. Rồi. Đây đường thẳng C nha các em. Đây này C này C nhỏ đấy. Đây là đường thẳng B này. Đó. Bây giờ mình sẽ như thế nào để mình có thể làm được nhỉ. Đó, sau đó mình nối A với H. Ok. Nối A với H. Đây mình sẽ kéo dài cái thằng DH này ra. Đây kéo dài cái thằng DH này ra này. Để chúng ta sẽ có được một cái đường nữa nè. Rồi tương tự như vậy thì cái thằng này mình cũng lại kéo dài cái ông này ra. Đây mình lấy đây là C. Vậy thì cho đây C nhỏ đi. C nhỏ nhỏ xíu này, đường thẳng C đây nhá. Đấy, lấy đây này, lấy điểm C luôn. Rồi, ông này là lấy đây điểm B luôn. Đấy, đây, 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 ý đồ. Được chưa? Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, từ đó kẻ đây nè. Đấy, thấy rồi đó. Thấy đường đi nha các em. Rồi, vậy thì bây giờ mình chiến thôi nhá. Lập luận nè. Chiến nè. Đầu tiên mình sẽ kẻ một cái đường. Gọi là gì? HD. Kẻ HD vuông góc với thằng gì? Với cái đường thẳng C. Với C. Với cái đường thẳng C nha. Đường thẳng C. Họ ghi rõ đi. Vuông góc với đường thẳng C. Không nó lại cứ nhầm lẫn. Tại đâu? Tại điểm D. Rồi ok. Tương tự như vậy mình cũng lại kẻ là gì? HE. Vuông góc với cái đường thẳng B. Đấy, đường thẳng B. Tại đâu? Tại gì? Tại E. Được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ làm gì? Nối A với gì? Với H. Được chưa? Nối A với H này. Rồi, tiếp theo mình lại sẽ kéo dài cái thằng gì? Cái thằng gì? DH. Rời rạc quá nhỉ.
kéo dài cái thằng DH để nó cắt rồi cắt cái đường thẳng B đây này, tại một cái điểm đây gọi là điểm B, B lớn nha, được chưa? Cắt đường thẳng B, tức là mình đang phải kẻ đấy các, đường thẳng B tại B, được chưa? Tương tự như vậy thì mình cũng lại kéo dài cái thằng nào, kéo dài cái thằng EH, cắt đường thẳng C tại điểm C, được chưa? Hiểu này rồi nhá, đường màu đỏ đấy nhá, O văn K, được chưa? Rồi vậy thì nối B đến C, nối B đến C thì ta sẽ được tam giác ABC. Đó, tức là giờ mình chỉ việc nối hai ông này vào nhau thôi. Đó, 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 đó. Ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Đấy, được tam giác ABC. Vậy thì thằng H đây này chính là trực gì? Trực tâm. Được tam giác ABC. Và H chính là gì? Chính là trực tâm. Của ai? Của cái tam giác ABC. Đấy, vậy thì đây đã phải con mèo. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, nhận H làm trực tâm. Thì yêu cầu tìm một cái điểm B hoặc là điểm C. Đấy, thì chúng ta có thể làm một cách là gì? Ngắn gọn như vậy. Đây giống như toán dựng hình ấy, đúng không? Đúng không? Thì các em cứ thử xem và tham khảo xem là thầy cô của em có thể có cái tuyệt chiêu nào đó có thể là hay hơn thầy. Đấy thì chúng ta sẽ chia sẻ nhé. Bằng cách là gì? Chúng ta comment lại ở phía dưới cái video này. Rồi, và nó cũng khá là dài rồi. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé. Rồi, bye bye.